Ví dụ như mình đang bình thường xưa giờ quý vị không có pháp danh, không phải diệu, cũng không phải tịnh, cũng không phải theo thầy Nguyên Thanh hay là thầy gì với Nam Cali hết. Tự nhiên hôm nay quý vị đổi thành thiên thiên gì đó, thiên diệu hiền gì đi đó, thì về nhà bảo đảm ông chồng ông cự liền. Đa số đó là cái thử thách đầu tiên của mình, có vượt qua hay không. Rồi cái thử thách thứ nhì, má mình hay là em mình chửi mình: mày điên hả, thằng Kiệt nó điên đủ rồi, tao chịu nó không nổi mày điên nữa. Là thử thách thứ hai. Nhưng chúng ta là con của ông trời, hôm nay không có cái mới, không có cái lạ, không có những gì Kiệt nói, thì chẳng lẽ thế gian này nó đi vào ngõ hẹp. Nhân tánh con người bây giờ quý vị nhìn thấy là 100 năm thời xưa đó, ai cũng có nhân lễ nghĩa chí tính. Hôm nay cái nước Việt á, trời ơi, quýnh cha quýnh mẹ quýnh thầy quýnh cô, cô thì yêu học trò, trò thì yêu ông thầy, đủ chuyện xảy ra, không còn biết tôn ti trật tự nữa. Thì cho nên đạo thiên tâm ra đời nó có lạ thì nó mới đi tiêu diệt cái mấy cái cũ. Nhưng những cái hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt xuống cái quả địa cầu này, chúng ta là hạt giống đầu tiên nha. Tại vì lúc kia còn đang ngồi nói chuyện được là đầu tiên. Khi xuống lòng đất, rễ nó phải bấm sâu 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 xuống đất như bông sen vậy đó. Nó càng sâu thì cây cổ thụ, cây này cũng chưa đã nữa, cây bươn nữa. Có nghĩa là khi càng sâu thì chúng ta chịu nhiều cái áp lực. Khi cái mỏng nó lên khỏi mặt đất thì biết bao nhiêu người chà đạp cái họ thiên. Khi mà gió thổi xiên tạc là gió, mình phải giữ vững. Rồi khi mà ra một cái cây rồi thì từ cái cây nó nở hoa, nở bông, là lúc đó là mình ok, mình vững lại đó là mình độ được. Khi cái hoa nó có gì mùi thơm là mình đi nói chuyện với những người xung quanh. Đó là chúng ta là những hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt ra đó, thì gán. Nhưng mà bây giờ mình mà là hạt giống mà lên tới thành cây dưới đất á, mình có sống nổi không á? 100 cây, 100 hạt, ngàn á, không biết còn lại mấy hạt á, thì đó là do mình. Những cái công thức thì mình phải chịu, mình phải nhẫn nại. Và mình tạo ra cái hội thiên phải có một cái bản lĩnh kiên cường. Mình là người vợ, lâu nay mình thấy mặt chồng mình là cũng chán rồi, nhưng mà vì con cái mình gán ở phải không? Hôm nay theo họ thiên hiểu được cái lý lẽ sống ở đời. Họ thiên có nghĩa là đời, đời đạo, đạo đời là không ai kỳ thường mình. Đạo là mình tu thật sự, tu từ dây từ khác, tu dùm cho ông chồng mình luôn, để mình kéo ông chồng mình tu theo. Có nghĩa là mình phải làm đúng bổn phận người vợ. Khi làm chuyện vợ chồng mình phải siêu hơn mấy cô ở trong động á. Mình đâu có phạm giới đâu. Còn khi mình vô nhà bếp nấu ăn, mình phải nấu ăn ngon hơn là ở đây nhà hàng nào ngon nhất. Mình thấy như vậy, nhưng mình tập bớt nói. Nhưng mà khi mình nói á là ổng phải ngồi nghe nghe, thì mình mới giữ nổi cái hộ thiên. Nếu không á là khó lắm. Tại vì cái lối thường tình của nhân loại á, cái gì họ quen rồi cũng giống như chúng ta thôi. Mình cứ quen thôi, mình không đi đâu, ví dụ ở vùng này hoài, không có thích đi đây đi đó, cũng không thích thay đổi. Bác này thích mặc cái áo màu này thì cứ mặc vậy. Thử bữa nào mình đổi màu đi, mình thấy vui liền á. Thí dụ tôi biết chỗ đó rồi tôi không cần đi, nhưng mà khi mình đi á, mình mới nhìn thấy được, bữa nay mình thấy cái shopping nó có mớ đồ lạ lạ cũng vui vui, đúng không? Còn trước khi mình đi á, trước khi mình khởi tâm mà làm biến gọi là giải đãi á, là mình lúc nào á mình cũng muốn ở nhà, hay là mình cũng muốn giữ được những cái đường xưa lối cũ, đổi mới, thiên tâm là mới. Ở trên tầng trời đâu xuất thiên là Phật Di Lạc. Thật sự cái này cũng là một cái bốn con bài úp mà Kiệt chưa có lật được. Để khi Đức Thầy ngày sắp sửa, ngày sẽ giải thích. Kiệt chỉ làm theo lĩnh bề trên á, là cha mẹ kêu bây giờ con cho mọi người, mấy chị vị trên cho mọi người đâu phải ra đó. Tại vì trong chúng ta đang mang hội thiên, cũng có thiên giả nữa trà trộn lẫn vô, cũng có ma quỷ. Và đồng thời mình cũng trong số chúng ta đứng đây nha, mà kia nó không phải là chù quá ha. Nhờ lúc từng sau kia xuống cũng sẽ có một vài người ra đi nữa đó, đúng không?
ở luật ở trên trời á, cũng như thế gian mình thôi, giấy tờ đàng hoàng, không thể nói bằng miệng được. Cũng giống như trong chùa ở nhà thờ là đều có cái certify đàng hoàng, thì cái thiên tâm cũng vậy. Làm cái đó đó, và cái chữ mà giáo chủ đời thứ hai Kiệt là người truyền tin, thì cái đạo thiên tâm đầu tiên ra xuất hiện ở thế gian này là mấy vị cho Kiệt là người có cái ân phước đó, cha, nhất là cha bài kính thiên số 2 đó. Không biết có ai biết bài kính thiên số 2 không? À, đó thì bài kính thiên số 2 đó là cha nói rõ trên đó. Bài kính thiên số 1, bài kính thiên số 2 đó là những lời của Phật. Còn số 1 là ai? Thì để chờ một chút xíu, tôi cũng đang hiếu kỳ. Và tôi chỉ bây giờ là kêu làm cái mộc đóng vậy, thì mình cứ làm vậy. Nhưng mà lâu lâu á mình thăm dò, đúng không? Cũng như coi thăm dò lòng người á. Trong bộ chính trị của Việt Nam á, đa số mấy ổng là theo họ Thiên hết rồi đó. Còn nhiều lắm á. Thấy như vậy á, mấy ổng tin lắm. Qua đây cũng thăm hỏi mình nữa. Rồi ở trong nước Việt á, hồi xưa nó chỉ phát xuất từ ở Thiên Long Sơn, là từ từ lan rộng. Rồi bây giờ xuống miền Nam, khắp tất cả các miền Nam, tất cả những đệ tử của Hòa Hảo, Vũ Sơn, Kiều Hương bắt đầu họ cũng hiểu. Rồi qua tới Cao Đài, kinh Cao Đài cũng có nói về Kiệt, Hòa Hảo cũng có nói. Rồi bây giờ lưu truyền ra tới những cái bài sấm cơ của bà chị Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là chị kia, thì cũng có nói. Thì tất cả những kinh sấm và những cái kinh thơ mà Kiệt đọc trên mạng là đều lời của Phật, của Thánh không? Là họ nói về Kiệt rất là nhiều. Người mà khóc xin cha cho đừng cái vũ sổ trái đất này, hôm nay Kiệt nói thật nha, là mình. Cho nên hôm nay phải đi xuống đây để mà từ từ mình xin, thì mình phải ra tay để mà mình làm sao để mà gọi là thanh lọc. Kiệt cho em hỏi, thể nói cái số phận ngày sau của ông là chết vì bệnh đau, là chết vì cancer, hay là vì dân chủng hạ đề xuống, anh có thể tiên đoán cái đó được không? Thì ông đã chết rồi, cái hồn mà ông là không còn gì mà sức sống nữa. Một người già nhất thế giới quyền hành nhất, mà bây giờ cả những dân tộc mình cũng coi thường, thế giới bạn bè năm châu, những nhà lãnh đạo coi thường, thì sống làm gì nữa? Thì giống vui chứ. Nó đúng là như vậy, đúng không? Giống như tập cho mình hôm nay còn quay phong 9 tháng nhiệm kỳ 3, nhưng mà chưa thắng là thua. Chứ chẳng lẽ đưa người khác lên cái chiến tranh thứ 3 thì sẽ không có bùng nổ, xuống nó làm quà lại. Một bên thì đang lên, Biden thì đang xuống, Trump thì đang lên, thì nó hai bên á là kỳ phùng địch thủ. Câu hỏi thứ hai của em là sức khỏe của Biden thì cũng đang xuống, như anh mới nói vậy, thì Putin với lại Biden cùng đi cuộc lửa không anh? Biden là vì sức khỏe mà đi xuống, hay là cũng là vì khi mà ám chiếu cho đi luôn? Cách đây 3-4 năm trên mạng từ clip số 1 đến ngày hôm nay, thì thường nói những cái ép liên lượng, tức là màn kịch của bề trên vẽ ra kỳ này nó đi liên lượng, chứ nó không có hàng trước thì sao. Và đồng thời vụ Biden này á, là lúc mà ông gian nó phiếu ông Trump phải chịu lép dế bị hạch nội, chứ cũng chưa thấy tổng thống nào mà te tươi như Thiết Kiệm kiểu ông bị hiếp quá trời luôn, bầm dập đúng không? Thì có nói những clip cũ hôm nay nhắc lại, sẽ có hai người đàn bà bị hạ nổi, thì mình đó bây giờ là ai vậy đó. Nhưng mà những tai nạn của ông Trump vậy có qua được không? Qua hả? Mấy người có mệnh trời đâu phải dễ hại đâu. Cái mình muốn nói chỗ này á, là khi mà thời xưa mà Kiệt đã nói mấy năm trước, Kiệt nói là hai người phụ nữ bị hạ nổi,
rồi. Thì có nghĩa là cái gì? Nó không phải dễ mà hạnh mấy bà này. Không phải là ông Trump trả lời mà nản ông bà thắng thế không? Mà thời xưa có cái đài tin tức nào mà phân tích nhưng mà dám nói kiểu như vậy không? Đúng không quý vị? Thì khi mình nói ra một cái ý gì á, làm ơn coi lại nó có những ý khác. Ví dụ như nói là trước khi xăng dầu lên 7 đồng, trước khi kinh tế hiện giờ khủng hoảng thì cũng có nói trước rồi đó. Đừng có chê stop, đừng có thủ, đừng có bung tiền làm này làm kia. Người riêng thì có nói hết, nước Mỹ này cũng có nói mà. Thì cũng có nói bên Việt Nam á, tiền thành tiền giấy, giờ nó thua giấy nữa. Bữa hôm qua coi cái video của SCB đó, SCB nhà băng gì đó, bà con người ta mất hết tiền cả đời để dành, người ta tức quá, người ta điên luôn á, la hét quá trời luôn á. Quý vị coi cái video thiệt là tội. Thế có bác kia á, tức là tự nhiên mở trong nhà băng một tờ giấy cũng không có nữa, tờ giấy nợ cũng không có, tiền thua giấy nữa. Tự nhiên mình đang mở trong bang mình mẻ ra nhà băng, tự nhiên nguyên nhà băng nó biết mất nghĩ sao. Thì nạn này nạn chung ở trong chính quyền Mỹ, tuy là nước nửa thành tự do nhưng mà nó cũng có tà lẫn lộn trong đó. Quốc gia nào cũng có chánh có tà hết, tức là ma quỷ nó đủ thành phần. Trong gia đình mình cũng có, trong chùa cũng có, ngoài đời cũng có, cũng có người tốt người xấu. Cái thời đại này á, là tất cả những cái gì ngoài cái ý nghĩ của con người không tưởng tượng nổi mà đều xảy ra. Những cái con người mình không nghĩ ra lại xảy ra. Từ xưa tới nay tất cả các chứng bệnh trên thế gian này, có chứng bệnh nào á, là đứng gần mà bị lây không? Nhìn người thân chết mà không dám tới gần không? Khủng khiếp không? Mà mình đã biết có chứng bệnh này từ năm 2017. Thời đó cũng nói mà cái khẩu trang này nè là quan trọng, kêu thằng khỉ kia về mở nhà máy làm khẩu trang nó không nghe lời, thằng kia có nói cho mẹ. Những cặp mắt của con người của mình có thể thấy từ đây tới đây hoặc từ đây tới cây là dữ. Cặp mắt của chư Phật chư thần nó thấy hàng nghìn năm xa hơn mình. Thì mấy vị nói gì nghe gì chứ là người nói lại, mà nói theo cái ý rõ hơn á thì cũng không biết sao nói. Nhớ mấy câu gì hỏi nhưng Putin chết như nào thì chỉ biết là ổng sẽ bị dân lôi đầu xuống, chết hay không chết nó không có ý nghĩa. Cũng giống như có một lần kiện, cũng giống như mọi người như quý vị nói theo việc than với bề trên, nói theo các vị không cho tập trung mình chết cái một đi. Cái gì mới cười, cái gì mới nói, cái thế gian này là cái nghiệp của thế gian. Mấy người đó cũng là một người, thế bây giờ cái hàng đó nó xuống, hàng khác lên cũng vậy thôi. Nó nguyên một cái hệ thống, cũng giống như cái giếng nước mà nó bị độc rồi á. Bây giờ mình có hết nước này, nước khác lên cũng vậy, cái mặt nước nó bị hư, phải thay đổi hết. Thì từ đó thì mới hiểu là nước Việt có cái nghiệp, nghiệp nặng đó. Tại vì mình chiếm đất đai của chân lập của chiêm thành, mình giết biết bao nhiêu người, bổ mình không bị tội à. Mình là cái gì mà mình có quyền giết những người đồng loại với mình? Nhưng nghiệp thì cũng có ngày cũng phải hết, nợ thì trả cũng phải giết, chứ không phải là trả hoài. Thì hôm nay mình trả sắp giết rồi, mình hôm nay là những người có đại phước ở thời đại của tận thế này để chứng kiến những chuyện ly kỳ xảy ra trên thế gian. Và có người lạ khỉ bể màu như ngồi đây chót chót. Anh có thể nói thêm về mục sư Nghĩa Hương không anh? Nghĩa Hương là đạo đức thầy. Mình xưa kiểu đâu biết gì với Nghĩa Hương hay là đạo hòa hảo gì đâu, không biết. Sau đó thầy về ngày đó ta là cụ con ở cụ đâu rồi cụ nói ở miền Tây lúc đó không biết. Thì đạo Bửu Sơn Thiền Hương là nó một trong những cái căn bản là tứ thân thứ lễ. Thì trong cái thiên tâm là chung hết đạo Phật Bửu Sơn Thiền Hương Cao Đài là 12 giới luật, là cái gì là cũng chung, mà nó gọi là tam giáo đồng nguyên.
bây giờ nhìn lại 12 giáo luật của Thiên Tăng đi, thì trong đó nó có bao gồm là hết về quân đội, chỉ cần mấy ông làm chính quyền giữ giáo luật số 1, nhân lợi nghĩa giới tính là có uy tín thôi. Hiện giờ Việt Nam đâu có ông nào uy tín. Còn đạo Phật thì mình có ngũ giới thì nó cũng nằm chung trong đó.